Người đàn ông này bị lạc đường ở ven rừng vào ban đêm, đang lần mò tìm đường ra thì anh ta bất ngờ nhìn thấy một con nhím đi phía trước dẫn đường, trông giống như một hướng dẫn viên du lịch vậy. Anh ta thử đi theo con nhím xem có tìm được đường ra không, thì bất ngờ một lúc sau xuất hiện thêm mấy con nhím nữa. Hóa ra nó không dẫn anh ta ra khỏi rừng mà dẫn anh ta gặp những người họ hàng của nó. Và sự thật là anh ta đã lạc sâu hơn vào trong rừng. Ồ, vậy nếu như bạn bị lạc trong rừng vào ban đêm thì đừng đi theo hướng dẫn viên du lịch nhím nhé.